Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì mình là Hứa Văn Cường đây, là TM đó mà anh em. Thì mình đã làm ở một số clip, một cái clip trước có nghĩa là review qua về cái arc của anh Tuấn ấy. Thì lại anh em được sự ủng hộ của anh em rất là khá là nhiều. Và anh em cũng yêu cầu là mình sẽ làm về một số YouTuber khác nữa, như là Mạnh CFM. Thì hôm nay thì mình sẽ có một clip nữa để có thể là review qua những cái thông số cũng như là ID các thứ của anh Mạnh CFM để anh em có thể tham khảo nha. Thì đây là cái kênh YouTube của anh Mạnh CFM, một YouTuber khá là nổi tiếng và làm cũng khá là lâu rồi. Và trước kia thì anh ấy có làm về con game CF Mobile, nhưng mà do là trước mình không chơi con game đấy nên là mình cũng không theo dõi anh này, và mình chỉ theo dõi khi anh ấy làm con game PUBG Mobile này thôi. Đó. Và hiện tại thì anh ấy đang live stream ở trên Facebook anh em ạ. Đây, kênh của Mạnh CFM đây, một YouTuber cũng khá là nổi tiếng. Rồi ok, thì đây là cái kênh của anh ấy. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ vào game và lần xem cái ID của anh ấy, xem là với những cái thông số thì nó xịn sò con bò không nha. Đây rồi, bây giờ thì mình sẽ tìm kiếm anh chàng đẹp trai này. Khá là đẹp trai anh em ạ. 544 151 3451. Đây, đây là cái ID của anh Mạnh CFM nha. Đây rồi, mình tìm thấy luôn rồi anh em ạ. Tên nhân vật là em yêu anh, và cái ký tự quần què gì đó, và mức danh là ACE cơ anh em ạ. Đó ha. Chúng ta cùng điểm mặt qua xem là đây. Đây là bộ quần áo đi ngủ với cây M4, cứ phải gọi là sáng chói lóa luôn. Đây là ID của anh ấy nha. Đây là những cái thông số cơ bản trước khi vào này anh. Bây giờ thì chúng ta cùng điểm mặt qua là xem trên người anh ấy thì mặc những cái bộ đồ tiền tỷ nào. Trước tiên là cái nơ với giá là gọi là 10 tỷ, quả kính 10 tỷ, quả áo 10 tỷ, ba lô cũng 10 tỷ luôn. Và cái vấn đề ngon nhất là cái vấn đề là cây M4 băng với mắc mờ với cái mức danh là mắc anh em ạ. M4 băng level 7. Cây này mà lưng lên level 7 là khá là tốn tiền đấy anh em. Khoảng đâu đó là mình nghĩ cũng phải đến tầm 20-30 củ khéo hơn đấy anh em ạ. Căng lắm. Cây M4 này mà lưng lên level 7 thì căng thiệt sự luôn đấy anh em. Nói chung là một YouTuber nổi tiếng khá là giàu có, khi mà đầu tư trời cũng hơi lớn. Và một bộ hình lên thì cũng trị giá 10 tỷ nữa. Tính ra là trên bộ đồ này thì ngon nhất là cây M4 này, xịn xó con bò này. Với những cái hiệu ứng phải nói là sáng chói lóa, sấy vào địch này. Cũng có hiệu ứng ánh sáng này, xong rồi giết địch xong thì cũng có cái bảng hiện tên này, và hiện hòm địch thì là một thanh niên người tuyết. Đó, xịn xò lắm. Cái thông số này thì anh Mạnh đã ẩn rồi. Điểm thì điểm point có 2090 điểm. Đây rồi, mức danh là đang là ACE anh em ạ. Ủa, mức danh đỉnh cao đấy. 4.415 điểm. Solo mê cả đua thì anh ấy không có chơi. Bây giờ chúng ta đây rồi, cái phần ngon nhất nó nằm ở đây này anh em này, nó nằm ở đây nè. Đây mình sẽ review từ solo trước nha. Solo là 5 trận với KDA là 17 chấm. Chắc là không chơi. Ui trời ơi. Cái này nó còn khủng hơn cơ anh em ạ. Đua 10 trận win 6 trận, top 10, 9, kill 99, có nghĩa là một trung bình của một trận của anh ấy giết được khoảng đâu đó là 9 thằng, gọi là 10 thằng đi, 99 mạng mà, ừ thì gọi như là mỗi trận thì ăn được 10 mạng. Và KDA là 24,75 chấm, wow, xịn vãi. Mạng giết được, mạng nhiều nhất là 18, đam cao nhất là 2233, con số trùng lập. Và cái phần quan trọng nhất là ở squad mà. Chủ yếu là chơi ở thể thức squad mà thôi. TPP ở server Asia. Tổng số trận là 251 trận, win 98. Top 10 là 178, kill là 1420. Một cái lượng kill mà mình nghĩ khá là nhiều đấy anh em. Khá là nhiều đấy. KDA là 8.66. Một cái chỉ số KDA nữa cũng khá là cục khủng đấy. Tầm 8 chấm
mà ở mức danh này là cũng cũng xịn đấy anh em, không phải đùa đâu. Mức KD 8 chấm là tay tay to lắm rồi đấy. Vậy là suy ra là anh Mạnh vừa đẹp trai, nhà điều kiện, tay lại to à. Ui, thế này thì gái làm sao mà không theo cơ chứ. Mình thử xem ở những cái server khác xem anh ấy có chơi không. Không chơi rồi. Ui, có cái server gì đây? Một trận win 1 top 1 Q8 8 KDA, chơi có một trận ở server quần quyền thì đó thôi. Và những server khác coi như thế là không chơi anh em ạ. Không có chơi. Đó. Còn cái phần gọi là phần gì nhỉ? À phần thông tin của trận đấu thì anh ấy không có, anh ấy ẩn mất rồi anh em ạ. Headshot là 344 mạng. Tỷ lệ headshot là 24,2%. Kill nhiều nhất 16. Dam là dam nhiều nhất là 2312. Đấy. Nói chung là một cái thông số phải gọi là cũng phải gọi là cao cao đáng kể đấy anh em, đáng lẻ đấy. Rồi thì cái clip của mình thì cũng đã hoàn thành rồi. Anh em nào mà thích những cái kiểu clip đi review thông số này thì có thể là để lại cho mình một lượt like, nhờ một lượt đăng ký kênh và bật quả chuông lên, và có thể là comment những cái ý kiến hay ho của anh em ở phía bên dưới. Mình là một con người chuyên, nói chung là đọc comment rất là nhiều, tại vì kênh mình cũng mới phát triển mà, nên là cái việc tương tác với mọi người nó phải là đương nhiên thôi, và mình sẽ làm điều này thường xuyên. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình nha. Xin chào anh em và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.